Tối ngày 28 tháng 8, tức ngày 13 tháng 7 năm Quý Mão, Chư Tuấn Đức an cư tại Hạ Trường Tích Sơn, Chùa Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp khóa an cư kết hạ phân lịch 2567 và đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Quang Lâm chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, Ủy viên Ban Hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền chủ Hạ trường Chùa Tích Sơn, Trư Tuấn Đức Tăng trong Hạ trường cùng đại biểu đại diện các ban ngành địa phương và đông đảo Phật tử tham dự. Theo báo cáo tổng kết 3 tháng an cư, ban tổ chức an cư kết hạ rất chú trọng đến những nội dung sinh hoạt như thời khóa tụng niệm, thọ trì niệm Phật, kinh hành, giữ gìn oai nghi tế hạnh đúng theo tinh thần của luật Phật chế và tòng lâm quy củ. Tại buổi lễ, Thượng Tọa Thích Giác mình đã nhắc nhở đại chúng hãy bày tỏ sự báo ân cha mẹ theo lời Phật dạy trong Kinh Báo Hiếu và Kinh Vu Lan để mùa báo hiếu được trọn vẹn và tràn đầy hỷ lạc. Chư Tôn Đức cùng toàn thể hội chúng nhất tâm thành kính thực hiện nghi thức niêm hương, tưởng niệm tứ trọng ân, tụng chú vãng sinh cầu nguyện, lễ bông hồng cài áo để bày tỏ lòng kính quý đối với đấng sinh thành dưỡng dục.